Câu này khó. Mấy câu tục ngữ này khó lắm. Toàn câu tục ngữ cổ khó vào sư ra. Ôi trời ơi, đúng 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 đúng. Thế mà đúng. Vãi. Bừa bừa bừa, nó gọi là hên hên. Bây giờ bắt đầu mới đến thời kỳ hên của mình. Ok. Hello anh em, hello hello anh em. Xin chào anh em đã tới với channel của Fun Game và tiếp tục với cái đồng hành cùng Fun Game tới với cái series hướng dẫn về hiệp khách giang hồ mobile. Thì trước đến giờ thì mình toàn hướng dẫn cho anh em và hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về gọi là gì nhỉ? Thật ra không phải, hôm nay là một cái buổi thi kiến thức của Fun Game, xem cái trình độ gọi là kiến thức sâu của Fun Game xem tới đâu. Thì cái hoạt động này kiểm tra kiến thức đó là cái hoạt động khá là hay, hoạt động có tên là khoa bảng. Đâu rồi? Đây, cái hoạt động khoa bảng này sẽ diễn ra vào 7 giờ 19 giờ 30 hàng tối, nghĩa là 7 giờ 30 tối hàng ngày luôn. Cái hoạt động này thì sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều XP, rất là nhiều điểm kinh nghiệm. Vì vậy mà anh em đừng bỏ lỡ cái hoạt động này nhá. Cái hoạt động này mà khi mà lọt top 50 hoặc là từ top 1 đến 3 sẽ được nhất là rất là nhiều phần thưởng. Chính vì vậy mà hôm nay Fun Game muốn cùng anh em kiểm tra xem cái trình độ kiến thức cũng như IQ của Fun Game xem chúng ta xem mình sẽ đạt được cái điểm nào nhá. Ok, chỉ còn có 7 giây nữa là bắt đầu cái kim bảng đề danh này rồi. Ok, 3 2 1. Let's go. Bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Trên mặt nước. À chứ nhầm rồi. Ngó sen thì phải là nằm ở ấy chứ, chết rồi, trong nước. Ngu quá. Trời ạ. À, câu đầu tiên đã bị ngu rồi, chắc là mình không phải đâu. Đây là câu này là do không phải mình ấn mà là tại vì hồi hộp, câu đầu tiên mình hồi hộp, anh em thông cảm. Ở trong bùn á. À, ừ nhở, ngó là dễ mà. Fuck. Còn ngu hơn. Ok, câu đầu tiên. Trời. Câu đầu tiên mà đã bị như này rồi. Ờ vãi, cồng chiêng đúng không? Gỗ, gõ, cồng chiêng, cồng chiêng. À trống đồng chứ. Lại ngu rồi. Lại bị ngu rồi anh em ạ. Đậu xanh. Hình như là mình bị ô đàn đá à? Vãi, gõ. Gõ thì phải là cồng chiêng nhỉ. Vãi. Mấy câu này khó vậy. Không sao. Đàn tranh có bao nhiêu giây? Vãi, đàn tranh có bao nhiêu giây? Khó vậy. 6 giây. Đoán bừa thôi. D á, nhiều bạn đã, à đúng rồi, nhiều bạn mà biết cái câu trả lời các bạn có thể chat ở đây này. Hay phết. B á, 14 giây á. Wow. 16 giây vãi D thật. Trời ạ. Không phải là 6 giây. Ôi, ba câu đầu tiên đã sai rồi. Thôi được rồi. Tam sao trong mờ. Hàm nào đuổi chuỗi thành số. Chuỗi thành số à? Value là giá trị, mắc là cao nhất, lép chim. Chuỗi thành số hình như là lép. À không phải, hàm này đi, hàm này đi. Mình nghĩ là hàm này. Hàm mắc là hàm mắc cao nhất mà nhỉ. Hàm value là hàm, value là hàm giá trị mà. Vãi. Khó vậy. Trời ạ, bốn câu sai liền không được điểm nào. Ai là ông tổ của làng binh pháp thế giới? Tôn Tử à? Mình nghĩ là Tôn Tử. Hôm nay nhiều câu khó vậy trời. Trời ơi, hôm nay nhiều câu khó thế. Ai biết ta? Câu này ai phải đọc gọi là Tam Quốc nhiều thì mới biết được. Mình không phải là người đọc Tam Quốc. Ơ đúng 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 đấy. Các bạn mỗi lần chính xác các bạn được 64.000 điểm, 64 điểm kinh nghiệm, cao phết đấy chứ. Ôi nhiều thanh niên này giỏi vậy. Việt Nam thuộc múi giờ thì mới cộng 7, ok, chính xác luôn. Bắt đầu các câu dễ rồi. Bắt đầu đến câu dễ của các của Fun Game rồi. À. Bắt đầu đến bây giờ mới đến thời của mình thế này. Các bạn kia đừng có mà vui mừng sớm. Mình bây giờ mới bắt đầu thôi. Bỏ qua 5 câu để bây giờ mới bắt đầu. Bắt đầu bây giờ mới thật sự là tôi. Đấy, đúng liên tục các bạn thấy không? 9 điểm rồi. Không cần phải suy nghĩ, 9 điểm. Ủi vãi mà nó đã 33 điểm rồi kìa. Làm thế nào để không phải đập phải ngón tay khi sử dụng búa? Cầm bằng hai tay đúng không? Đơn giản mà. Mình tích vào, à trong này các bạn có cái tích dùng x2 để nhân điểm lên ấy, nhân x2 điểm lên. Tuy nhiên nhân điểm thôi chứ nó không nhân về kinh nghiệm.
Đó, các bạn thấy kinh nghiệm thì vẫn là 64.000 thôi, không nhân về nó sẽ không lên về về điểm kinh nghiệm. Đỉnh Fansipan Băng có độ cao là, ui vãi, Fansipan Băng độ cao là bao nhiêu? Thôi để anh em ở đây, thôi mình sẽ dựa vào anh em ở đây, mình sẽ đọc chat C C. Ôi cảm ơn anh em, mình sẽ chọn C. Đấy, các bạn thấy là trong cái vấn đáp này có rất nhiều anh em tốt, nhưng mà tuy nhiên có rất nhiều anh em không tốt, nó là làm cho đáp án bị chúng ta bị gọi là lu mờ đi. Rồi 3.143, rồi mình sẽ phải lưu nhớ vào trong đầu. Máy tính sẽ không thể khởi động nếu thiếu linh kiện nào? Đĩa mềm, ổ cứng. Mình sẽ nghĩ là nó là ổ cứng. À RAM chứ. Ở thế chứ nhầm, đĩa cứng. Trời ơi. Trời ạ, à, RAM chứ. Trời ơi, đĩa cứng. Trời, mình nhìn là ổ cứng. Vai, trời ơi. Tôi đến chịu tôi thôi anh em ạ. Trời ạ. À. Thề chứ, bình thường mình toàn top 50, hôm nay không biết là làm kiểu gì, bệnh gì bác sĩ bó tay, bệnh gãy tay. Đơn giản, đây là một câu chơi chữ. Mình thông minh lắm, những câu chơi chữ như này thì mình rất là thông minh. Tuy nhiên là mình mới được có 20 điểm, kém những cái ông ở trên kia 40 điểm thôi, chắc là mình sẽ không thể đua top được rồi. Ai 27 điểm thì xem top 50 là bao nhiêu. 38 kém 10 điểm thôi, chắc là vẫn có khả năng lên được. Vẫn sẽ có khả năng lên được. Còn 10 câu nữa có câu tục ngữ. Ăn. Ăn hết bị đòn, ăn còn mất vợ. Ăn cho là máu, mình thích ăn. Hay là ở nhỉ? Câu này khó. Mấy câu tục ngữ này khó lắm. Toàn câu tục ngữ cổ, khó bỏ xử ra. Ui, trời ơi, đúng 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 đúng. Thế mà đúng, vãi. Bừa bừa bừa, nó gọi là hên hên. Bây giờ bắt đầu mới đến thời kỳ hên của mình. Giác quan nào bị tổn thương nhiều nhất khi bị sét đánh á? Sét đánh là cái gì bị tổn thương nhiều nhất? Thính giác à? Mình nghĩ là thính giác. Thính là tai đúng không? Thính giác, thính giác. Nhiều bạn ở đây cũng nói là C, C hoặc D. D là cảm giác á, cảm giác là cái quái gì? Không. Thính giác, thính giác. Chính xác. Anh em vỗ tay. Anh em vỗ tay cho tôi ngay. Bắt đầu đến thời điểm chính xác liên tục của mình rồi. Trong thần thoại Hy Lạp nào các vị thần sống ở đỉnh núi nào? Olympia chứ còn gì nữa? À Olympia chứ còn gì nữa? Vãi cả núi Nga Mi, núi Tu Di. Những câu này là dễ này. Những cái câu như vừa rồi là khó. Xem nào. Những câu dễ này thì bọn nó cũng đúng được nhiều lắm. Ui vẫn kém 10 điểm. Nói chung là những câu dễ thì ai trả lời được, những câu khó thì mới là phân loại gọi là đẳng cấp của user. Mình là đẳng cấp user gọi là không được thông minh cho lắm. Trong Windows tắt một cửa sổ làm việc sẽ tổ hợp phím gì? Tắt muốn tắt một cửa sổ đang làm việc, hình như là Ctrl à, Alt F4 hay Ctrl F4 nhỉ? Alt F4. Câu này lại là câu phân cấp này. 45 rồi, mình sẽ chỉ tìm ở phía dưới thôi. 54 vãi. Không được không được, còn 6 câu nữa. Câu nào khó khó đi, bây giờ mình muốn câu khó đi. Múa quạt là loại hình đặc sắc của dân tộc nào? Múa quạt á. Múa quạt là dân tộc nào? D Khmer, A Tày, B Chăm, C Mường. Mỗi người một đáp án. Ok, mình sẽ chọn đáp án Chăm. Bừa bừa bừa, câu này thì lại là bừa rồi. Ôi, lại đúng anh em ạ. Xem nào. 5 6 49 rồi, gần đuổi được rồi. Tập hợp nào lấp đầy trục số? Tập hợp nào lấp đầy trục số là sao? Số thực. Số hữu tỉ. Số thực chứ nhỉ? Ok, mình chọn số hữu tỉ rồi, không sao. Câu này lại là câu mình vượt này, câu này lại là câu mình đúng này. Ôi trời ơi, mình đã chọn là số thực mà, trời ơi. Trời ơi, mình lại ấn nhầm vào giúp C. Cái tay, trời ơi, mất cơ hội được vượt là. Vùng nào, à vùng có sản lượng lương thực lớn nhất nước ta? Đồng bằng sông Cửu Long. Câu này thì chắc là ai cũng đúng rồi. 58, 49, không vượt được rồi. À, lọt top 50 rồi anh em ạ, buồn quá. Chúng ta đã bị sai mất rất nhiều, những đầu tiên đã tự loại mình ra khỏi cuộc
đua cuộc thi rung chuông vàng, ai quên, ai là triệu phú này. 53 điểm. Chóng mặt do thiếu máu thì dùng vitamin gì? K, A hoặc D, B1. C và B12 á. Thiếu máu là như vitamin K chứ nhỉ? K đi. Đoán bừa. Mình có phải bác sĩ đâu. Ơi. C và B12 vãi cả trường. Các bạn trả lời đây là vitamin tiền cũng đúng. Nền văn minh Babylon hiện nay thuộc nước nào? Hình như là Arab hay là Iran gì đấy. Mình nhớ là Arab, Iraq, Ả Rập, mình nhớ là Ả Rập hay Iran, mình nhớ là nó sẽ thuộc vào cái nằm vùng quân sự, cái vùng mà kiểu dạng là có bọn IS ấy. Mình nhớ là thế. Không nhớ là Iraq hay Iran thôi. Ok, chính xác rồi. Iraq. Hai câu nữa. Sao nhiều bạn giỏi thế vậy? Giỏi thế dữ vậy. Có một đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm hỏi chết mấy con. Bắn cái rằm. Chết một con. Một đàn chim đậu trên cành. Câu này hỏi mẹ. Ôi sao lại là 15 nhỉ? Tại sao? Sao câu này là 15? What the hell? Bắn cái rằm, bắn cái rằm là gì? Rắm cái bần. Bắn cái rằm là rắm cái bần. Khó hiểu. Ok, như vậy là chúng ta được 900, gần 1M AXP. À, mặc dù là không được lọt vào top, không lọt top thì chúng ta không được thưởng gì rồi. Bình thường thì mình rất hay được vào top. Tuy nhiên là chả hiểu sao hôm nay làm review, làm thi thố thì lại chả được gì. Buồn quá anh em ơi. Chúng ta không thu lại được cái gì cả. Không lọt vào top, trời ơi. Trình độ trí khôn của fan game cũng chỉ ở tầm vậy thôi. Ok, như vậy là mình đã vừa review cho anh em một cái tính năng rất là hay ở trong trò chơi, mà có thể vừa là chúng ta vui vẻ, chúng ta chơi với mọi người, rồi thử cái kiến thức của bản thân, thử xem là cái độ hiểu biết của chúng ta tới đâu. Và ngoài ra nữa là thu lại được những cái điểm EP rất là lớn. Nếu các bạn may mắn mà được lọt vào top thì chúng ta sẽ được nhận rất là nhiều phần quà khác nhau. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho anh em một cái hoạt động khoa bảng rất là hay ở trong Hiệp khách Giang Hồ nhá. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, subscribe cho kênh channel của Fun Game. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau. Bye bye!